Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 3, ngày 7 tây tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 3, ngày 7 tây tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy ở đây các bạn tụ 1 đang trong giai đoạn có một cái sự gọi là biết quý trọng và chăm sóc sức khỏe của bản thân rồi. Và có khả năng các bạn đang chuyển sang cái giai đoạn bình yên hơn, thoải mái hơn. Và ở đây mình thấy bạn có sự tinh tế, sự gọi là nhẹ nhàng hơn. Không có quá nhiều cái sự gọi là hấp tấp vội vã. Mình thấy bạn có sự kiên nhẫn, kiên trì cũng như là nỗ lực hết sức mình cho cuộc sống của bạn. Và bạn biết bảo vệ bản thân, chăm sóc tinh thần, sức khỏe, thể chất này nọ kia đó. Bạn biết quý trọng bản thân mình hơn. Ở đây mình thấy một số bạn sắp tới các bạn sẽ có những chuyến đi, hoặc là các bạn sẽ có một cái sự xuất ngoại, hoặc là đi du lịch, hoặc là có những cái chuyến thăm gia đình, hay là những cái cuộc phiêu lưu mạo hiểm nào đó ở đây. Hoặc là một số bạn có sự chuyển nhà ha. Và mình thấy là trong những cái hành động, những cái kế hoạch phía trước của bạn, mình thấy bạn có sự gọi là kỹ lưỡng hơn, thấu đáo hơn, sáng suốt hơn. Rồi, để mình xem coi ngày thứ 3, ngày 7 tây tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. À, hôm nay có khả năng một số bạn, các bạn sẽ đón nhận một cái tin tức gì đó ha. Và ngày hôm nay mình thấy dường như bạn có sự tiếp xúc với những người mang năng lượng nam rất là nhiều. Một số bạn ngày hôm nay các bạn có một cái sự hợp tác làm ăn kinh doanh mua bán, có liên quan đến giấy tờ, hồ sơ pháp lý, hoặc là liên quan đến vụ kiện nào đó ở đây ha. Và bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái sự trung thực, ngay thẳng và sâu sắc, cũng như cái sự quyết đoán rõ ràng trong cái suy nghĩ của bạn, trong cái ngôn từ của bạn, và có sự kỹ lưỡng tỉ mỉ. Ở đây thì dường như bạn có sự tiếp xúc với một người mang năng lượng nam. Đây là một người có khả năng là một người nắm quyền, một người có sự lãnh đạo, một người có cái sự tôn nghiêm, cũng như là họ rất là giỏi giang. Họ có khả năng làm chủ, làm sếp gì đó. Và cũng có khả năng một số bạn, các bạn có sự tương tác với ba của bạn trong ngày này cũng có ha. Và đồng thời mình thấy bạn còn có một cái sự tiếp xúc với một người mang năng lượng nam nữa. Đây là một người giỏi giang, lý trí, khôn ngoan, tinh tế, và có vẻ là cứng cỏi, cứng rắn và lạnh lùng ha. Là một người thông minh và đầy cái sự sáng tạo. Thì có khả năng những người này họ sẽ hợp tác làm ăn với bạn, hoặc là các bạn sẽ có sự tham gia vụ kiện nào đó, và hoặc là làm giấy tờ pháp lý nào đó trong cái chuyến đi của bạn chẳng hạn. Thì có khả năng những người này họ sẽ giúp đỡ cho bạn, cho bạn lời khuyên, sự động viên, hoặc là chỉ cho bạn cách thức làm thế nào để có thể là mọi thứ nó sự suôn sẻ hơn. Và có khả năng đây là những người có thể là làm trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật ha. Hoặc là đây là những người đã có những cái trải nghiệm rồi, cho nên họ biết được rất là nhiều điều và họ có thể chia sẻ cho bạn. Một vài bạn có khả năng là các bạn sẽ có một sự chiến thắng. Chiến thắng như mình nói, vụ kiện hoặc giấy tờ gì đó, nó có sự gọi là hanh thông hơn, nó thuận lợi hơn ha. Đồng thời thì có khả năng là có những cái tin tức, có thể là tin tức làm liên quan đến pháp lý như mình nói, hoặc là những cái ai đó gọi điện cho bạn, báo cho bạn một cái thông tin nào đó ở đây.
Nói chung là đây những tin vui thôi. Ngày hôm nay mình thấy dường như là bạn có những cái tin vui hoặc là có những cái sự phải đưa ra quyết định, nhưng mà khi mà bạn có sự gọi là rõ ràng hơn, bạn kỹ lưỡng hơn thì bạn sẽ đưa ra một cái quyết định rất là đúng đắn, chính xác cho bản thân của mình ha. Và ngày hôm nay một số bạn có khả năng sẽ mua cái điện thoại mới chẳng hạn, hoặc là mua thiết bị điện tử nào đó, thấy có sự gọi là ký hợp đồng mua bán ở đây ha, cũng có. Và ngày hôm nay cũng khá là nắng với bạn đó nha. Nhớ dưỡng da, bảo vệ da của mình. Ở đây thì có khả năng một số bạn có tin tức vui về con cái, hoặc là một số bạn các bạn trở nên rất là thu hút người khác, là một người khá là sáng chói trong ngày này, hoặc là được mọi người ngưỡng mộ vì cái sự trí tuệ của bạn và cái sự gọi là nhạy bén sắc sảo của bạn. Và trong ngày này thì phải biết kiểm soát lời ăn tiếng nói, sống một cách gọi là có một sự trung thực ở đây. Một số bạn nào nếu mà có phỏng vấn thi cử gì đó thì có khả năng bạn sẽ đậu đó nha, mà sẽ đạt được thắng lợi. Bởi vì mình thấy dường như là bạn đang giương cao ngọn cờ, đang có một cái sự gọi là phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn trở ngại ha, bạn có thể vượt qua được. Một số bạn có khả năng được thăng quan tiến chức, được lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo ở đây ha. Ngày hôm nay mà có sử dụng dao kéo cẩn thận để không có bị đứt tay ha. Nói chung ngày hôm nay thì mọi việc bạn cứ gọi là điềm tĩnh, suy xét cẩn thận thôi, chứ đừng có vội vàng hấp tấp. Bạn được khuyến khích hãy có sự kiên nhẫn trong cái trả bài này. Một số bạn ngày hôm nay các bạn sẽ tạo nên cái sự đột phá nào đó cho bản thân của bạn, có thể là một cái cách thức làm việc mới, hoặc là một cái ý tưởng, một cái sự sáng tạo gì đó, và được mọi người hoan nghênh ha, được mọi người gọi là tán đồng ở đây. Ở đây thì các thiên thần đã gửi cho bạn cái thông điệp là giúp cho bạn nhận ra cái phước lành giữa một thử thách rõ ràng ở đây. Những gì mà bạn đã dường như không thể nắm chắc được nữa, những gì dường như có thể là đã sự biến mất trong cuộc sống của bạn sẽ được thay thế bằng cái gì đó tốt hơn. Đừng lo sợ cho tương lai của bạn ha, nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện và làm theo sự hướng dẫn đến với bạn thông qua những cảm xúc, những suy nghĩ, và có những cái sự gọi là nói đi lặp lại nhiều lần trong cái tư tưởng của bạn ở đây. Một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra ha. Và làm thế nào là tùy thuộc vào vũ trụ đối với cách tốt nhất để có thể đáp lại cái lời cầu nguyện của bạn. Hãy giải phóng những cái nhu cầu kiểm soát và dự đoán kết quả cho cái tình huống này, hãy tin tưởng. Một số bạn khả năng sẽ có tin tức là được ký kết làm nhân viên chính thức cho một công ty chẳng hạn ha. Một cái cánh cửa mới đang hoàn toàn mở ra với bạn. Và cái cánh cửa này, cái hành trình này được vũ trụ gọi là giúp đỡ ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ ba, ngày 7 tây tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Ở đây các bạn tụ hai là những người rất là thích giúp đỡ cộng đồng, những người xung quanh, những người khốn khó, và là những người có một cái sự cương trực, thẳng thắn, và là một người sống rất là công lý, công bằng ở đây. Ở đây thì có khả năng sắp tới các bạn sẽ nhận được những cái sự trợ giúp từ người khác, hoặc là gặp được những quý nhân giúp đỡ, hoặc có khả năng ai đó muốn hợp tác làm ăn kinh doanh chung với bạn ha. Mình thấy bạn rất là giỏi ăn nói, rất là khôn ngoan, tài tình, và là một người cũng có khả năng thuyết phục cho người khác. Một số bạn thấy là các bạn đang trải qua những giai đoạn khá là mệt mỏi về mặt tinh thần, có thể là bị kiệt sức, hoặc là một số bạn đang trong cái giai đoạn bị hơi bị hao tổn về mặt sức khỏe, đang bị bệnh hay gì đó ở đây. Hoặc là vấn đề tài chính của bạn nó có phần hơi bị gọi là ngơi vớt ha. Nó không có được gọi là tròn trĩnh, không có được gọi là có một cái nguồn tài chính vững vàng, ổn định, vững chắc trong giai đoạn này ha. Thì giai đoạn này bạn được khuyến khích hãy luôn gọi là vững tin, vượt qua, cố gắng điềm tĩnh và chăm sóc sức khỏe mình thật là tốt. Bởi vì những cái trường hợp như thế này nó sẽ không kéo dài quá lâu ha, chỉ là trong một cái thời điểm nào đó thôi.
Rồi, để mình xem coi ngày thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Một số bạn trong ngày hôm nay thì có khả năng là bạn không có muốn gọi là ồn ào, không thích có cuộc sống gọi là phiền nhiễu, mà bạn thích có một cái không gian tĩnh lặng cho bản thân của mình ha. Một số bạn, các bạn đang chuẩn bị cho một cái chuyến đi ha, một kế hoạch dự án gì đó ở đây, đi công tác chẳng hạn. Ở đây mình thấy bạn có sự tương tác tiếp xúc với một người mang năng lượng nam. Đây là một người khôn ngoan, tài giỏi và có phần lạnh lùng, lý trí và sáng suốt ha. Và trong ngày hôm nay thì các bạn được khuyến khích đừng để tâm đến những lời nói bên ngoài, đến những lời sự tiêu cực, phê bình, phán xét từ người khác. Vì có khả năng là đang có những người đố kỵ, ganh tị gì đó với bạn, cho nên là họ cố gắng gây cho bạn cái sự tổn thương để bạn không có còn cái sức lực tinh thần đâu mà có thể chiến đấu, có thể gọi là tạo thêm nhiều thành công hơn nữa. Cho nên bạn cần phải sáng suốt giống như ông vua kiến nè ha. Bất chấp tất cả, tập trung vào bản thân của mình thôi và cố gắng nỗ lực hướng về phía trước. Thì bạn sẽ đạt được thành tựu và trở thành một con người gọi là chủ động và thành công trong cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Ở đây thì một số bạn được khuyến khích hãy chăm sóc sức khỏe của bạn, đặc biệt liên quan đến vấn đề tim mạch ở đây ha, uống nước nhiều hơn trong giai đoạn này. Và đồng thời thì có khả năng một số bạn sẽ gặp được những cái người thân quen cũ, có khả năng là người thân họ hàng gì đó đến thăm bạn, hoặc là ai đó đến tặng quà, hoặc là biếu quà tặng gì đó cho bạn ở đây. Hoặc là có khả năng một số bạn, các bạn sẽ lên kế hoạch đi thăm gia đình họ hàng gì đó của bạn ở đây ha. Hoặc là bạn sẽ gặp được một người bạn cũ nào đó ha. Và trong ngày hôm nay một số bạn có khả năng các bạn sẽ có anh shipper ở đó đi kiếm bạn. Và một vài bạn thì có khả năng trong ngày hôm nay là bạn được khuyến khích là đừng có tự so sánh bản thân của mình với ai hết ha. Đừng đánh giá thấp bản thân của mình, hãy luôn nỗ lực hết sức mình, đừng có dòm ngó xung quanh nữa. Tập trung vào hết những cái sự gọi là năng lực, sự cố gắng, kiên trì, sự quyết tâm của bạn để giành được cái thắng lợi, thành công trên hành trình phía trước ha. Bạn càng so sánh bản thân bạn với bất kỳ ai khác thì có khả năng là bạn sẽ càng bị tụt dốc về cái mặt năng lượng và không đủ cái sự cân bằng để có thể gọi là đạt được cái điều mà bạn khát khao ha. Trong ngày hôm nay một số bạn mang năng lượng nữ, khả năng được ai đó tán tỉnh tỏ tình. Một số bạn có sự tương tác tiếp xúc với trẻ thơ trong ngày này. Ngày hôm nay thì mình thấy các bạn á, ví dụ như có ai đó mời gọi bạn kinh doanh, hợp tác, làm ăn hoặc là mượn tiền gì đó thì tốt nhất ngày hôm nay là nên tránh tất cả. Vì có khả năng là những người đó có ý đồ không có tốt và có khả năng họ muốn cao chạy xa bay nữa nha. Cho nên là hạn chế, không có tính đến chuyện tiền bạc, tiền nong gì đó, họ cho mượn tiền hay gì đó, là ngày hôm nay là tránh đi. Phải tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng ở đây. Và đừng để cái chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cái quyết định của bạn ha. Không thôi là sẽ mất đi bình bạn, tình tri âm, tri tỷ kỹ, mà còn mất đi cái tiền của mình nữa ha. Mất tất cả đó. Ở đây thì mình thấy một vài bạn trong ngày hôm nay mà có nói chuyện với người yêu là cẩn trọng để tránh gây cái sự hiểu lầm, tổn thương và tranh cãi với nhau ha. Và đồng thời ngày hôm nay có đi ra ngoài đường thì phải khóa cửa nhà cẩn thận ha, kỹ lưỡng, bảo vệ tài sản cá nhân của mình để không có bị thất thoát, bị mất mát. Và hãy bỏ ngoài tai những cái sự đàm tiếu, những cái lời thị phi ha, bởi vì nó chẳng giúp ích được gì cho bạn cả. Đừng có để tâm cũng như mất thời gian với những người rảnh rang và tiêu cực như thế này. Một số bạn có khả năng sẽ có thể là cho lời khuyên hoặc là nhận được lời khuyên, sự giúp đỡ từ ai đó, hoặc là bạn sẽ giúp đỡ ai đó trong ngày hôm nay ha. Một số bạn có khả năng được trao lên một cái vị trí, chức vị cao hơn, cho nên cũng có nhiều người nói ra nói vào. Nhưng mà mình thấy là bạn là người giỏi, có khả năng làm được những cái điều lớn lao, cho nên hãy quyết tâm cố gắng mà có thể gọi là đạt tới đỉnh cao của bạn. Và lá bài này cho thấy rằng thì đã có một cái sự thay đổi trong lòng, khiến cho cuộc sống của bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực.
cách sống cũ của bạn không còn làm bạn quan tâm nữa, và bạn thấy mình có thể là có một cái sự detox, một sự thanh lọc. Những mối quan hệ bạn bè, những trò tiêu khiển trước đây đã thu hút bạn, thì có khả năng giai đoạn này là giai đoạn bạn có sự buông bỏ những cái điều đó ha. Một vài bạn khả năng buông bỏ một công việc luôn, và mình thấy là dường như là ngày hôm nay hay là bạn sẽ có một cái sự được ai đó giúp đỡ, hoặc là bạn sẽ nhận ra được một cái công việc nào đó thật sự bạn đam mê, bạn thật sự muốn đi theo con đường đó ha. Và bạn có sự tìm tòi học hỏi, hoặc là viết nhật ký, hoặc là viết lên kế hoạch cho bản thân của mình. Bạn mong muốn một cái lối sống và sự nghiệp phù hợp hơn với sở thích và đam mê của bạn, thì các thiên thần đang hướng dẫn bạn vượt qua thời điểm chuyển đổi này. Và cái luật hấp dẫn đảm bảo rằng bạn sẽ có được những cơ hội và những mối quan hệ tuyệt vời ha, những mối quan hệ mới. Và bạn đang bắt đầu một cuộc giai đoạn mới cuộc đời của mình. Sự ra đời của một dự án mới đang được thực hiện. Một số bạn có khả năng có tin tức vui về con cái cũng có ha. Một yếu tố mới trong cuộc sống của bạn là một điều may mắn, ngay cả khi nó không có nghĩa, ngay cả khi bạn không thấy được cái sự may mắn ngay lúc này, nhưng thực sự là may mắn nó đang gọi là đến với bạn sau cái giai đoạn gọi là thay đổi này. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 3, ngày 7/2/2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Thấy các bạn tụ 3 là những người rất là độc lập, tự tin và có khả năng làm ra tài chính khá là tốt ha. Các bạn đang trải qua một cái giai đoạn có sự chuyển đổi, có sự thay đổi bản thân của mình, cũng như là có khả năng là bạn đã có sự sáng mắt ha. Bạn đã tìm ra được cái hướng đi, con đường, mục tiêu, và bạn đang có một cái sự gọi là vững vàng, quyết tâm để có thể chinh phục những ước mơ, những nguyện vọng, những khát khao cháy bỏng của bạn. Đó là có một cuộc sống gọi là tự do, tự tại, có tiền, có bạc, có được làm những gì mình yêu thích. Rồi để xem coi ngày thứ 3, ngày 7/2/2023 của bạn sẽ như thế nào. Ở đây ngày hôm nay một số bạn khả năng được ai đó gọi là tặng quà, hoặc là cho một cái lời khuyên. Và mình thấy là bạn có khả năng là sẽ có một cái tác phẩm gì đó được hoàn thành, hoặc là bạn sẽ làm những công việc liên quan đến sự khéo léo của bạn ha. Vẽ, hoặc là làm đồ handmade hay gì đó, hoặc là có một cái sự gọi là trang trí nhà cửa chẳng hạn ha. Ở đây mình thấy có nhiều người họ rất là nể phục, ngưỡng mộ cái tài năng, sự sáng tạo và trí tuệ, cũng như là cái sự kỷ luật, cái kỹ thuật, tay nghề của bạn á. Số bạn có khả năng sẽ có một cái sự họp bàn với đội nhóm, với cấp trên trong ngày này ha, cho những cái dự án kế hoạch tiếp theo. Ngày hôm nay mình thấy các bạn có sự tiếp xúc với những đối tác nước ngoài, hoặc là những cái tin tức gì đó ở nước ngoài ha. Hoặc là mình thấy các bạn sẽ học hỏi, mở rộng, phát triển bản thân của mình, phát triển kiến thức của mình. Ở đây thì có khả năng một số bạn thì mình thấy bạn có sự kết thúc, hoàn thành một cái dự án và đạt được cái sự thắng lợi, hoặc được ngợi khen từ cấp trên. Và trong ngày hôm nay á, một vài bạn có thể có tin tức là được nhận vào một công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia chẳng hạn. Và có khả năng cái công việc mới này đòi hỏi bạn phải hòa hợp, đoàn kết với đội nhóm ở đây. Một số bạn có khả năng là gia tăng cái kiến thức, hoặc là bạn sẽ trở thành một người được đào tạo nhân lực, được người khác có sự gọi là tôn trọng và tin cậy, và có lời khuyên vào cái kiến thức của bạn. Có khả năng một số bạn trong ngày hôm nay cẩn thận cúp điện ha, hoặc là có chìa khóa gì đó để cẩn trọng, để hôm sau phải đi kiếm đó, phải đi kiếm, đi tìm cái món gì đó trong ngày này. Và trong ngày hôm nay thì các bạn được khuyến khích ăn uống hợp lý, đúng giờ đúng giấc, để không có rơi vào cái giai đoạn bị bệnh tiêu hóa ha, dạ dày. Và có khả năng mình thấy các bạn có một cái sự gọi là xây dựng cuộc sống của bạn ha, xây dựng lại,
và bắt đầu lại với những cái kế hoạch dự án gì đó mà mang tính nước ngoài quốc tế ở đây, hoặc là các bạn sẽ học ngoại ngữ phát triển bản thân trong ngày này. Một số bạn trong ngày hôm nay thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy nâng cao cái lòng biết ơn nhiều hơn, biết ơn những gì bạn đang có thì bạn có khả năng sẽ thu hút được nhiều hơn nữa ha. Bởi vì cuộc sống của bạn là muôn màu muôn vẻ và suy nghĩ của bạn nó rất là quan trọng ha. Suy nghĩ của bạn có khả năng gọi là thu hút những cái điều tích cực hoặc là tiêu cực đến, cho nên hãy luôn giữ cho mình một cái suy nghĩ lạc quan nhất. Ở đây các bạn được khuyến khích kiên nhẫn, kiên trì trong những hành động, trong những hành trình bước đi của bạn ha. Đừng vội vàng, đừng hấp tấp, đừng vội vã. Một số bạn có sự nhắn tin qua lại với ai đó trong ngày này. Và ngày hôm nay một số bạn có khả năng nhận được lời khen hoặc là món quà ha. Hoặc là một anh shipper nào đó đến tìm bạn cũng có. Hoặc là một vài bạn có khả năng có người thân, người quen gặp gỡ ở đây ha. Có sự hội họp gia đình chẳng hạn. Và đồng thời đừng có cảm thấy tự ti hoặc là cảm thấy mình thiếu thốn gì cả. Hãy có một sự gọi là nỗ lực để gia tăng cái kiến thức, cái sự dồi dào cho chính bản thân của mình ha. Bằng cái sự hào hứng, hồ hởi, nhiệt huyết tiến về phía trước. Bạn càng tự ti, bạn càng không tin tưởng bản thân của mình, bạn càng mất đi rất là nhiều thời gian và mất đi cái sự chủ động của cuộc sống á. Một số bạn trong ngày hôm nay có khả năng, nếu mà là sinh nhật của bạn thì chúc các bạn sinh nhật vui vẻ và đạt được nhiều thành công, may mắn và hạnh phúc ha. Có thể là một số bạn sẽ tìm ra được một cái sự thật nào đó ha, mà bạn đang tìm kiếm, mà bạn đang mong chờ kết quả hoặc tin nhắn gì đó thì có khả năng bạn sẽ nhận được trong ngày hôm nay. Một vài bạn nữ khả năng được ai đó gọi là tán tỉnh tỏ tình, gửi lời yêu thương với bạn ha. Có thể đó là một đối tác nước ngoài hoặc là một người ở xa bạn. Một vài bạn có khả năng có cuộc gọi từ người thân ở nước ngoài hoặc là người thân ở nước ngoài về thăm bạn chẳng hạn ha. Có khả năng một số bạn, các bạn đang có những câu hỏi liên quan đến vấn đề gia đình. Nó có thể là một số công việc chữa lành là cần thiết liên quan đến một cái thành viên cụ thể nào đó trong gia đình của bạn. Cái người mà đầu tiên, cái người mà bạn nghĩ đến đầu tiên. Hoặc ở đây lá bài này cũng có thể là một cái báo hiệu nhu cầu gia đình phải sum họp nhiều hơn. Chẳng hạn như cùng nhau trải qua một buổi tối hoặc một kỳ nghỉ. Thiên thần của bạn sẽ hướng dẫn bạn thông qua cái giai đoạn này. Một số bạn thì có khả năng một thành viên mới trong gia đình của bạn sắp bước vào ha. Bạn có những người bạn giống như gia đình thứ hai của mình chẳng hạn, hoặc là đã đến lúc đối mặt với những cảm xúc cũ để chúng được giải phóng và giải tỏa ở đây. Loại bỏ những cái khuôn mẫu không mong muốn bằng cách tha thứ cho một hoặc nhiều thành viên trong gia đình của bạn. Nói chung ngày hôm nay của bạn là ngày liên quan đến yếu tố gia đình, người thân. Hãy có một sự sum họp đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc. Hoặc một số bạn có khả năng có tin tức vui về người thân của bạn, có tin tức vui về con cái chẳng hạn, hoặc là một số bạn có tin tức vui về con cái. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.